Và mọi người nhớ là từ buổi sau ấy thì có cái bảng ở đây, có cái bảng này mình sẽ viết lên trên bảng này, hoặc là có tivi thì mình sẽ chiếu lên tivi cho mọi người coi. Đấy, đây có tivi. Kể cả nếu không thì mình viết trên bảng thì các bạn vẫn nhìn thấy. Đấy, các bạn có câu hỏi thì các bạn cứ đặt comment phía dưới và mình sẽ trả lời. Cái nào mà cần viết lên bảng mình sẽ viết ở trên bảng này cho mọi người, có bạn chán. Đấy. Còn nếu mà không có câu hỏi thì cứ chia sẻ cái video này thì để có nhiều người hỏi hơn. Tính vậy à, bạn Tinh Thạch cuối tuần ngồi công ty à? Ở thực tế thì không có công ty, tớ ở nhà luôn, cũng không phải trung tâm mà tớ ở dạy nhà thì có bảng, có máy tính, có tivi ở đây luôn rồi. Các bạn có câu hỏi gì thì cứ hỏi phía dưới. Trường Tốt có hỏi là anh cho em hỏi đi link comment bây giờ có tác dụng không? Cái link mà comment ấy thì trường phải để ý là Trường Tốt để ý là ý bạn hỏi đây là comment ở trên các cái blog hay là comment ở trên các cái website, diễn đàn, forum. Thì đây có hai trường hợp. Thứ nhất, nếu mà comment ở trên các blog ấy thì thường nó là link nofollow. Link nofollow mà không có traffic thì nó cũng không hiệu quả lắm. Thế thì khi mà đi comment ở các forum ấy, ở các blog mình sẽ nói hai phần. Một là comment ở các blog, hai là comment ở các forum. Thứ nhất là comment ở các blog ấy, thì nếu mà bạn có link về profile hay về một cái bài viết nào thì, thường thì sẽ có link profile thôi. Nếu mà trừ khi website của chúng ta có một website mà liên quan đến chủ đề mà người ta đang bàn luận thì bạn phải dẫn nguồn cho người ta, thì cái việc comment đó nó có link thì rất là tốt. Nó rất tốt cho website, bởi vì thường thì nó sẽ có traffic, bởi vì cung cấp thêm thông tin cho người đang đọc cái bài viết đấy. Thế nếu mà những cái comment dạng spam mà bạn dùng những cái phần mềm mà như ở Việt Nam mình hay nói là phần mềm GSA hay mấy cái phần mềm mà bán link lên ấy, thì những cái link đấy cũng có thể là những link no. Thế nhưng mà đã dùng phần mềm GSA thì thằng nào nó cũng bắn, thì cái việc link đó thì thường sau này nó sẽ không có chất lượng. Và những cái bài viết mà những chủ đề mà trên blog mà đang comment đó thì nếu người ta không để nofollow thì sẽ bị Google nó đánh giá là không cao, bởi vì là Google nó cũng có đưa ra lời khuyên cho webmaster là gì, khi mà trên website của anh mà có comment thì nên để là link nofollow. Đấy là cái việc thứ nhất là trả lời bạn Trường Tốt là comment ở trên blog. Thứ hai là comment ở trên diễn đàn. Thực tế thì comment ở diễn đàn hoặc forum ấy thì nó cũng cực kỳ tốt thôi mà, nhưng cái comment đó của bạn là link, như hôm trước mình cũng có nói là link dofollow hoặc nofollow, thì bạn có thể coi trên tường của mình hôm nay mình nói là link dofollow để nó có những cái tác dụng gì là đấy. Thế thì cái việc comment ở trên các cái forum ấy, nếu link dofollow thì cũng cực kỳ tốt, nhưng mà bạn nên comment làm sao mà nó đúng vào chủ đề và làm sao mà để cái người ta có traffic vào. Đấy, cố gắng là tìm những cái chủ đề mà nó cùng với lĩnh vực của bạn. Đấy, tìm những cái bạn có thể nên Google search những cái câu truy vấn để tìm kiếm những cái mà diễn đàn mà cùng chủ khóa từ khóa đó. Ví dụ như thế này, mình lấy một cái ví dụ, bạn có thể là có ở đây mình viết ra đây thì xem mà mọi người có nhìn thấy rõ không nhá. Đấy, ví dụ như cái câu chủ đề là sai 2 chấm này chẳng, sai 2 chấm là .com hoặc là .gov gì đó, thì bạn có thể nói là in url có 2 chữ forum. Đấy, sau đó cách nó ra ví dụ như từ khóa là Trần Ngọc Thùy chẳng hạn. Đấy, thế thì như thế thì với cái câu truy vấn như này ấy, thì chúng ta sẽ tìm được tất cả những cái mà tên miền là .com. .com thì bạn có thể bằng .gov này, .edu này, .edu.vn. Nói chung là đây là cái .com này là nó sẽ thay cho bằng nhiều cái. Còn in url có forum. Đấy, thường thì đấy, các bạn thấy. Còn đây là từ khóa. Thế in url thì đây nó chỉ là một cái truy vấn thôi nhá, còn có rất là nhiều truy vấn khác các bạn có thể tìm hiểu. Đấy. Thế thì in url có chữ forum hoặc có diễn đàn hoặc là có blog, hay là có, nếu mà bạn khéo thì bạn có thể là trong content nó có cái từ webinar này hay là xem photo ấy, thì đấy là những cái mà chủ đề ở những cái website diễn đàn nó có thì bạn tìm, sau đó bạn có thêm cái từ khóa của bạn vào đây thì rất là ok. thì có nghĩa là bạn sẽ tìm được những cái website mà có cùng, hoặc website hoặc là những cái diễn đàn mà có cùng chủ đề với và cái mà bạn đang tìm. Đấy. Thì cái việc link của nó vẫn có tác dụng nha bạn. Nếu do for no thì vẫn có tác dụng, còn no for no thì bắt buộc phải có topic. Đấy. Bạn Trần Hiệp có hỏi là web có nhiều từ khóa, nhiều cây mà cái cây chính, keyword chính ấy thì lại không lên top. Thực ra như thế này, trong một landing page thì nó có hàng trăm từ khóa. Nếu bạn sử dụng cái công cụ là toolseo.beginner mà bên mình đang phát triển đấy, thì bạn sẽ phân tích được cái landing page của bạn nó có hàng trăm từ khóa. Có những cái landing page của mình cũng khoảng hơn 4.000 từ khóa. Nếu như mình làm trên Google nó khoảng hơn 4.000 từ khóa. Thế thì cái việc là gì? Cái từ khóa chính của bạn có thể bị tụt nhưng các từ khóa khác nó vẫn lên tốt là do gì? Bạn bây giờ bạn phải xem lại cái analytics của cái link, analytics của link của cái mà landing page đó. Thế thì bạn có thể là xem là cái những cái analytics nào mà nó từ khóa ấy, thì để ở những cái từ khóa mà bị tụt đấy hoặc từ khóa không tốt được, bạn coi lại xem là analytics như thế nào. Bạn có thể sửa analytics đi hoặc là có thể disable những cái link mà có analytics nó đi. Đấy. Thế thì đòi hỏi trong quá trình là bạn phải có một cái báo cáo. Thì trong cái toolseo.beginner.com ấy thì nó cũng có một cái công cụ nó quản lý backlink ở đấy cho bạn. Bạn có thể lọc được với cái analytics nào bạn đi và với những cái landing page nào, những cái link nào thì bạn có thể disable nó đi. Thực tế một cái nữa là đôi khi cái vấn đề là từ khóa chính là còn bị phụ thuộc là do cái trên cái landing page đó bạn tối hóa nó quá đà. Ví dụ như bạn spam từ khóa này hay bạn nhồi nhét từ khóa quá nhiều này, thì đấy cũng là một trong những cái tác vụ những cái mà có thể là dẫn đến hình phạt website của bạn là với từ khóa chính thì không lên top. Đấy là hai cái căn bản nhất mình trả lời về cái từ khóa chính lên top, từ chính không lên top nhưng các từ khóa khác vẫn lên top bình thường. Bạn Nguyễn Hiền có hỏi là web em nhận tác vụ thủ công của Google, em đã disable các link xấu từ Webtool và Ahrefs rồi. Báo Google xem xét, sau một tuần Google báo lại vẫn còn liên kết xấu và có chỉ ra một số link không thể có trong Ahrefs. Làm thế nào để em thoát được tác vụ thủ công, link không tự nhiên? Ok bạn Nguyễn Hiền. Câu hỏi của bạn Nguyễn Hiền này khá là hay. Bạn phải để ý chỗ này. Cái tác vụ thủ công là gì? Là do link, đúng không ạ? Thế thì bạn xem là đầu tiên để mà phân tích mà tác vụ thủ công mà chuẩn nhất ấy, thì bạn phải xem là đầu tiên là list hết các link do for no ra. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là bạn xem cái landing page mà bị tác vụ thủ công là có nó báo ba cái, thường nó báo ba cái, mỗi lần nó báo ba cái. Thế thì khi mà nó có rất là nhiều cách. Cái thứ nhất là bạn cứ sửa đi, xong rồi bạn cứ xóa, nó cứ cho ba link, bạn cứ xóa ba link đi. Như thế nếu mà có hàng nghìn link thì bạn làm đến cả năm không hết. Đây là cách thứ nhất thì nó rất là khó. Cái thứ hai là gì? Bạn sẽ lọc hết cho mình những cái link do for no. Đấy, sau đó thì coi cái landing page mà bị tụt và coi cái landing page mà bị thằng Google nó đã gửi cảnh báo về rồi ấy, xem là cái trong cái landing page đó thì cái từ khóa nào bị tụt. Mình đảm bảo bị cái link không tự nhiên. Đấy, thì kiểu gì cũng có từ khóa thuộc cái landing page bị tụt. Mà đã bị tụt thì bạn sẽ dùng cái từ khóa đó, bạn coi lại analytics của mình ở những cái phần backlink, bạn báo cáo. Ví dụ như bên mình ngày xưa mình chưa dùng cái tool, cái quản lý SEO của mình ấy, thì bên mình dùng qua Google Drive, cái Google Sheet ấy, thì mình sẽ có một cái cột là analytics. Thế thì khi mà từ khóa mà trên cái analytics bị tụt thì mình sẽ search, mình sẽ lọc một cái analytics đó. Thế thì analytics đó thì đầu tiên là mình sẽ lọc hết những cái link do for no. Với là mình sẽ lọc hai trường, trường thứ nhất là link do for no, trường thứ hai là mình lọc những cái analytics bị tụt, thế mình sẽ disable nó đi. Đấy. Và nếu trường hợp mà cái số domain với số link bạn đi về ấy, số link với số domain bạn đi về ấy, nó ít thì có thể là bạn tính toán một cái bài toán là trong vòng 2 tháng tới này nếu mình list hết server những cái link do for no này mình có thể cho lại được không. Đấy thì cái việc mà gỡ ra thì như bạn biết là trong Google cũng gửi về cho bạn một cái mail đấy. Trong Google nó gửi một cái mail thì lúc đó nó sẽ hướng dẫn bạn, thứ nhất là có thể chuyển hết những cái link mà bạn coi là spam sang no for no, thứ hai là bạn xóa nó đi, thứ ba nếu không được thì bạn mới disable. Đấy là ba cách. Nhưng mà theo mình là do quá trình các bạn làm SEO, các bạn không có một cái bảng quản lý về analytics, quản lý về link, quản lý về rốt domain của những cái link đó. Thế thì khi mà các bạn bị tác vụ backlink không gọi là không tự nhiên đấy thì rất khó để mà gỡ, bởi vì kể cả như mình có làm dịch vụ, mình ngày xưa mình cũng có gỡ cho nhiều website, kể cả bây giờ vậy thôi, thì khi mà mình gỡ ra thì mình cũng làm những cách để mình nói, nhưng nó cần mất nhiều thời gian, sử dụng nhiều công cụ hơn, sử dụng Ahrefs rồi Webmaster Tool, rồi nhiều khi là kể cả budget Excel, những cái công cụ mà bạn đã check được cái link, con số link tương đối ra để mà bạn loại bỏ đi đi những cái link mà bạn coi là xấu và gọi là link không chất lượng. Thực tế như này, ở đây có một kinh nghiệm mình trao đổi với bạn Nguyễn Hiền là gì? Khi bị tác vụ link không tự nhiên thì đầu tiên là thằng Google nó sẽ cắn cờ. Lúc đó thì nó đến một cái giá trị nào đó thì người Google sẽ trượt bằng tay, và khi người Google trượt bằng tay ấy, thì sau này có thể là những cái lần sau ấy thì có thể là nó là tự động. Thế thì nhiều khi bạn có xóa đi những cái link đấy rồi thì cái việc là còn những cái link khác, thằng Google hệ thống của nó vẫn báo bạn là spam. Thế tốt nhất bây giờ như này, cái giải quyết bài toán nhanh nhất là gì? Bạn sẽ cố gắng là vào xóa đi, hoặc là chuyển sang thành SEO bằng no follow. Tốt nhất là chuyển sang SEO bằng no follow đấy, và lúc đó thì bạn vẫn có traffic, vẫn có thương hiệu từ những cái link đó. Rồi nếu như mà không được thì bạn nên disable. Nếu không xóa được, không chuyển sang được no follow thì như bạn đi link forum hoặc bạn get post, hoặc bạn không có thể để chuyển sang được no follow ấy, thì bạn nên là dùng disable. Nhiều khi chúng ta phải lưu ý là disable nhầm còn hơn là bỏ sót. Bỏ sót thì sẽ không bao giờ. Đấy là câu trả lời mình trao đổi với bạn Nguyễn Hiền về cái việc mà chúng ta bị tác vụ link không tự nhiên. Ok, con AirPods 5 của Hành. À, còn AirPods hả? À, có tai nghe đây rồi, đúng không? À, Hà Mai là anh Thùy chia sẻ phương án tiết kiệm chi phí content đi link ở bếp với anh ơi. Thì hôm trước anh cũng chia sẻ với em rồi ấy, cái quá trình mà đi link ấy, thì nó tùy, nhiều khi không cần nhất thiết là cứ phải mang cả một viết hẳn một bài mới, mà đôi khi cái link đó em có thể copy một đoạn đấy mang lên diễn đàn, đâu nhất thiết là cứ phải đấy. Còn cái link mà content cho page thì mình dựa vào cái tổng cái số link, số domain, con số tương đối mình cần để mình lên cái kế hoạch mình làm trước đấy. Còn cái việc spam thì anh không thể trả lời được. Như ngày xưa anh có chỉ cho em ấy, tính toán ra số link, số domain ra, đấy là con số tương đối. Sau đó thì mình sẽ tính ra cái lượng content để đi get post, để đi đăng lên trên các cái gọi là những cái web mà của chúng ta, có thể là website vệ tinh đấy. Và nếu đi diễn đàn thì phải tùy theo cái chiến lược anh có nói là nếu mà link ở comment này, link profile này, link ở chữ ký này, thì với mỗi một loại landing page thì chúng ta đặt link, khai thác link ở một chỗ khác nhau. Còn cái việc tiết kiệm thì vẫn là tính dựa vào cái khối lượng công việc chúng ta làm mà chúng ta tính ra. À, câu hỏi, câu trả lời nào mình trả lời mà chưa rõ ý thì các bạn có thể comment thêm để chúng ta rõ ý hơn. Đấy, hình như còn có một câu hỏi nữa. Các bạn nếu mà không có câu hỏi thì cứ chia sẻ giúp mình, để mà có nhiều câu hỏi hơn. Thực ra thì nhiều câu hỏi hơn mà gặp, có những câu hỏi mình chưa gặp bao giờ thì nó cũng là cái điều kiện mà để mình có thể nghiên cứu, mình tìm hiểu. Bạn Ngô Quang Hưng cho em hỏi, trước đây em dùng 2 tên miền cho một website, bây giờ em làm thêm một website mới và muốn lấy bớt một tên miền của website cũ đã để làm cho website mới, thì CLS mới có bị ảnh hưởng gì không ạ? Thực tế thì còn tùy. Nếu hai website ngày xưa mà bạn chạy cùng một cái code, ngày xưa nó có một cái dạng là pack tên miền và pack domain vào cái hosting, thế là cả hai website chạy cùng sau đấy. Thế thì bây giờ có thể bạn tách ra cũng không sao. Tách ra thì cái thằng domain cũ nó lại bị mất đi một cái lượng link tương đối giống của bạn. Đấy. Thì việc bạn tách ra thì cũng không quá lo lắng đâu. Nếu kể cả kẻ cùng một chủ đề thì bạn có cố gắng là thay đổi các cái thông tin của tên miền, thông tin hosting, giao diện bản thiết kế khác đi, cấu trúc về content, cấu trúc về nội dung thì cố gắng khác đi, và cố gắng là những cái phần liên hệ hoặc những cái thông tin liên hệ ở trên các website đấy cố gắng nó khác nhiều nhau đi. Thì bạn làm nội dung, bạn cố gắng làm nội dung tốt, chất lượng và bạn đem lại giá trị cho người dùng thì cái đấy mình cũng không phải quá lo lắng lắm. Cái giá trị người dùng ở đây thì mọi người đừng có nghĩ là chỉ có là tôi cung cấp cho ông một cái thủ thuật hay tôi cung cấp cho ông một cái bài viết về tài liệu gì đó. Đôi khi bạn cung cấp cho người ta đúng cái sản phẩm, thông tin về giá, về sản phẩm mà người ta cần, thì cái chuyện đấy là người ta cũng rất là ok, cũng là đem lại giá trị cho người dùng, đỡ phải tìm nhiều. Hôm nay thì hơi muộn, chắc là livestream với ít người. Chắc là các bạn có câu hỏi thì đặt xuống phía dưới, hình như hết câu hỏi rồi. Nếu mà không có thì cứ share cái video này, được không ạ? Không, mình đợi một chút mình share lên fanpage các thứ. Lưu ý là từ các video lần sau ấy, thì mình sẽ quay màn hình của mình lên trên TV. Hai là mình sẽ viết lên trên bảng này để các bạn có thể theo dõi. Ok, đây có thêm câu hỏi. Bạn Cường thì ok, của Trường Tốt thêm câu nữa. Em dùng toàn bản ốc tin tức nước ngoài để làm link comment là ổn, vì đây là hệ thống em thuê toàn sai chất. Anh cũng chưa hiểu thế nào là sai chất, còn comment thì như anh vừa nói ở cái vừa nãy đấy, thì em coi lại cái video vừa anh có trao đổi với em như vậy. Cường có hỏi là anh cho em hỏi là phát triển bản ốc cá nhân mình không thể viết hết được, đi copy nội dung bên khác có bị ảnh hưởng không? Cái bản ốc cá nhân thì có những cái phần mình comment, có những phần mình trích dẫn, thì cái đấy mình là chuyện bình thường đấy. Nhưng mà nếu mà link out ra thì để no open new window, quên là mở tab mới. Còn cái việc là đi copy thì cũng nếu mà copy 100% thì cố gắng là có thể cho gieo canonical về cái bài viết mình lấy nguồn đấy. Hai là mình không cho index cái website của cái bài viết lên thì vẫn là ok thôi. Còn em viết được bài nào thì tùy. Đấy. Google ấy để mà thuật toán Panda thường nó phạt những nội dung kiểu là rác, nội dung copy sao chép đấy. Thế nhưng mà cái vấn đề là một cái bản ốc như của em thì cái chuyện đấy là bình thường, em copy nhưng em lại không cho index lên. Đấy, kể cả như thuật toán Panda thì nó không phạt những cái landing page mà không có index. Còn nếu mà tốt nhất thì nên đi link về cái canonical, về cái nơi mà em copy ấy. Đấy là theo anh là em nên canonical về như thế. Đấy, cũng có thể là không cho no, em có thể dùng no index, no for no. Ví dụ như thế này, em có 2 website mà cái phần giới thiệu của website chính anh là rất ok rồi, thì anh muốn copy cái phần giới thiệu đó sang cái site vệ tinh, thì anh không cho index cái site vệ tinh như thế nữa, không cho index cái bài giới thiệu của site vệ tinh như nữa, thì nó rất là ok thôi. Kể cả liên hệ cũng vậy, khi mà Google nó so sánh dữ liệu trùng lặp thì nó sẽ so sánh là giữa những cái index trên Google chứ không phải là trên website của em không phải index đấy. Anh Sữa Tăng Cơ, anh Hương là chào Thùy, tag bài viết và tag sản phẩm trong bài viết trong bài post product nhiều có bị coi spam không? Tối đa bao nhiêu là đủ? Thực ra thì khi mà ở đây chỗ việc anh nói là spam hay không thì rất là khó. Cái việc mà tag ấy thì nó là cái thuộc tính. Như khi mà chúng ta làm SEO ấy thì chúng ta nên đợi chút để em quay video màn hình. Ok, ở đây này, khi mà ví dụ như em chọn là tag bài viết hay là tag sản phẩm, đúng không ạ? Đấy. Thế thì khi mà kể cả danh mục thì đây là 3 cái mà nó sẽ là giống như nhau. Nó là list, nó là gọi là danh mục, list các cái sản phẩm hay là list các bài viết, list các bài viết đó. Thế thì nếu như em là anh ấy, thì trước khi mà thiết kế website, trước khi làm SEO thì em sẽ chọn là em đã tạo tác sản phẩm, em đã tạo tác bài viết rồi thì em sẽ không tạo một cái tác sản phẩm giống như thế nữa, hoặc em sẽ không tạo một cái danh mục như thế nữa, mà chúng ta sẽ cố gắng đừng để 3 cái này nó trùng lặp với nhau. Đôi khi làm SEO tổng thể kể cả mỗi website thì cũng lưu ý là cái tác bài viết, tác sản phẩm và tác danh mục hay là cái danh mục ấy thì nó đều là có một cái cấu trúc như nhau, đó là list các cái bài viết. Thế thì khi mà chúng ta làm SEO thì chúng ta phải lên cái landing page và từ khóa trước. Chúng ta chọn cái nào là tag, cái nào là danh mục, cái nào là tag sản phẩm, cái nào là tag bài viết, cái nào là tag danh mục. Ví dụ như thế này, nếu mà em muốn SEO từ iPhone 8 chẳng hạn. Đấy, thế thì có thể em sẽ tạo một cái danh mục iPhone 8. Được chưa? Đấy, thế nhưng mà trong cái website của em lại có phần tin tức về iPhone 8. Thế thì em lại không bao giờ em tạo một cái tag iPhone 8 nữa, mà em sẽ cho hết vào cái phần gọi là tin tức về công nghệ chẳng hạn. Sau đó thì em sẽ tạo một cái tag là em không tạo tag iPhone 8 nữa, bởi vì em tạo một cái danh mục iPhone 8 rồi, để em SEO các sản phẩm về iPhone 8 ở đây. Thế thì khi mà các cái bài viết về tin tức đấy thì em sẽ không tạo là tag là iPhone 8 nữa, đúng không ạ? Mà em tạo một cái tag là ví dụ như là tin tức về Apple này, hay là tin tức về điện thoại thông minh này, hoặc là tin tức về iPhone. Nó cái từ khóa nó khác, cái từ khóa chúng ta tạo đi. Thì như thế thì cái việc tránh bị trùng lặp, nhận SEO link này nó nhận link kia. Đấy. Thì cái đấy là em trả lời cho anh Hưng ở giữa tăng cơ. Đấy. Các bạn có câu hỏi thì cứ đặt xuống phía dưới, thì nếu mà có cái gì không có thì mình sẽ viết lên trên bảng. Đấy. Em chào anh Nam. Hôm nay hẹn anh Nam nhưng mà đến tận tối 7:30 em mới ở Vĩnh Phúc lên, thế là em lại không qua được. Hôm nào rảnh em qua. Em chào chị Phương Hoa. Bạn Nguyễn Hiền có hỏi em SEO từ khóa vào một URL nhưng kết quả lại URL khác, vậy em có nên SEO URL tiếp? Cái việc của bạn Hiền ấy thì mình được nhận được ngày thường xuyên, hầu như là ngày nào mình cũng phải ít nhất phải 3-4 câu hỏi như thế. Đấy, thì trong cái video lần trước mình có trả lời rồi, nhưng ở đây mình nói là ví dụ như 2 cái URL, cái việc trường hợp của bạn ấy thì người ta dùng đúng cái từ gọi là SEO, nhưng mà nó lại nhận nhầm, đây là trình nhầm landing page. Có nghĩa là gì? Bạn SEO vào landing page này hay bạn SEO vào một cái URL này thì nó nhảy về một URL khác. Thì cái quan trọng là gì? Do các bạn cứ hiểu, do lúc đầu bạn không có một cái quy trình là từ khóa và landing page ngay từ đầu, thế nên là cái việc mà bạn làm SEO như này nó rất là dễ bị nhận. Đấy là cái mà mình nói thêm. Còn cái đi vào cái câu trả lời chi tiết của bạn là bây giờ nó sẽ có 2 URL, hay là gọi là URL1 đi, URL2. Thế thì như thế này, bạn để ý là khi mà bạn có một cái URL1, bạn đang SEO một cái URL1 đấy đi, bạn đang SEO cái này, đúng không ạ? Thế thì lúc đó thì bạn đi link về nó, thế nhưng mà chẳng may ấy, cái đội mà content hoặc cái đội trên website ấy, nó lại viết một cái bài khác của URL2, và nó cũng có cái tiêu đề, cũng có title, cũng có nội dung, nó chứa một cái từ khóa. Ví dụ như thế này, bạn đang SEO từ iPhone 8 đấy vào cái link này, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái URL2 ấy, ở đây các bạn lưu ý này, cái URL2 này cũng có thể là một bài viết, cũng có thể là một bài viết nhé, cũng có thể nó là một cái tag chẳng hạn. Đấy, thế thì ví dụ như ở URL1 tôi đang SEO từ iPhone 8, thế thì lại có một cái thằng khác, nhân viên content chẳng hạn, nó viết là bảng giá iPhone 8. Đấy, thế thì trong 2 link 1 và link 2 này thì bạn đang đi link này, đúng không? Thế nhưng mà trong website thì interlink nó có từ link 1 và link 2. Thế thì cái việc là bảng giá này và nó được nhiều người quan tâm hơn. Đấy, thế thì khi đó thì người ta truy cập vào đây. Dù giả sử như này, tôi SEO cái từ iPhone 8 đã ở đây đến top, thế nhưng khi tôi vào cái bài iPhone 8 này thì tôi lại nhảy sang cái bài bảng giá này. Thế thì cái việc traffic nó dồn nhiều về đây, bot nó dồn nhiều vào đây, thì cái link URL2 này rất là uy tín. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Bạn để ý là khi mà có thể là 2 cái này, ví dụ như cái thứ nhất là thứ 9, cái thứ hai là thứ 10, đúng không ạ? Thế thì cái thứ nhất, ví dụ như cái này thứ 8, thứ 9 đi, cái thằng này thứ ở đây nhá, sẽ có 2 trường hợp như vừa nãy mình nói là nó lên link 2 không lên link 1, nó là rách biệt riêng nhau, và thằng link 1 này sẽ bị tụt mà tụt mãi. Trường hợp thứ hai là cái thằng link số 1 này, nó là đang ở, giả sử như ở top 10, nhưng cái thằng link số 2 mà em không đi link thì nó lên top 8. Đấy. Thế thì nhiều trường hợp bạn thấy chết mẹ, thấy cái thằng link số 2 này nó lên top rồi thì lại đẩy link về đây. Thế nhưng các bạn không biết là trong vòng 2 đến 3 tháng vừa rồi các bạn đang đi link về số 1 này, về cái thằng số top 10 này, thì lúc đó Google nó chưa chấm điểm cho những cái link của bạn. Thế thì sao? Thế thì nhiều khi là trong công ty không có, thôi lại đẩy hết link về cái này, về thằng số 8. Thế nhưng khi đang đẩy trong quá trình thằng số 8 ấy, thì thằng số 10 đó lại, thì lúc đấy 2-3 tháng mình nhìn lên tốt. Thế thì có thể là thằng số này nó lại lên thứ 7. Thứ 7 thì lúc lại chết rồi, thằng này đang ở số 8, thằng số 7. Cái đấy là do cái quá trình mà các bạn có nhiều cái việc là chưa có cái tư duy về nên cái chiến lược SEO, rồi nên từ khóa và landing page xác định từ đầu. Như mình nói với Hiền đấy, thì ở tất cả các cái video livestream lần trước mình cũng nói, khi nào SEO một cái website nào đó, kể cả một cái website có hàng trăm từ khóa, hàng nghìn từ khóa, cả đến 1.000 cái landing page, có nghĩa là mình có những cái mình SEO những một cái là khoảng 1.000 cái URL chẳng hạn, URL, và mỗi một cái URL này nó có đến cả từ khóa, có hàng nghìn từ khóa. Thế thì tính ra số từ khóa này nó rất là nhiều, nó hàng triệu từ khóa đấy. Thế thì bắt buộc mình vẫn phải làm để tránh trường hợp trùng lặp. Và ví dụ như 1.000 cái từ khóa này của mình, nó sẽ ở 1.000 cái URL này của mình. Nếu như bên cạnh những người ở khác mà không biết, thì có thể người ta sẽ như các bạn mà hiện tại đang làm, có thể làm đến hẳn 100.000 cái bài viết trên đấy. Nhưng thực tế thì mình chỉ cần 1.000 bài viết của mình đã tối ưu hóa được rồi. Cái việc cách SEO của mình ấy thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nó tốn nhiều về thời gian đấy. Thế nhưng mà cái hiệu quả thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, cả về chi phí về content, chi phí về việc đi link, với cả trường hợp thứ nữa là một landing page mình có nhiều từ khóa thì mình sẽ tránh bị rủi ro hơn. Đấy. Thì cái câu hỏi của bạn Nguyễn Hiền thì ở dưới này mình trả lời vừa nãy rồi, còn cái phần thêm này mình nói thêm thôi. Đấy. Thế nếu trường hợp mà hai URL khác thì bạn phải xem lại, tối ưu hóa lại là trong hai cái landing page 1 và 2 mà bạn đang còn nói ấy, thì cái thằng 1 nó có đang top từ khóa nào, thằng 2 có đang top từ khóa nào không. Thế nếu ở đây mà trường hợp mà nó vào 2 bài viết chẳng hạn, thì tôi sẽ phân tích ra landing page của từ khóa của 2 cái site này, tôi gộp lại thành 1, sau đó tôi viết một cái bài làm sao để đáp ứng được từ khóa của 2 cái link này, đúng không ạ? Thế sau đó thì tôi có thể là tôi intro link 2 bài này về cái bài mà mới tôi viết, hoặc là tôi có thể dùng anchor text, tôi có thể là dùng intro link, hay là tôi vẫn có thể là xóa 2 bài này đi, tôi direct về, hoặc có thể là tôi dùng canonical 2 bài này về kia. Đấy, thì cái vấn đề đấy là có rất là nhiều cách. Một là bạn phải phân tích 2 cái này, sau đó bạn xem thành 1. Trường hợp thứ hai là thằng này tụt mất tích, thằng số 1 tụt mất tích, không có top từ khóa nào, thằng thứ hai đang top rồi, thì bạn phải phân tích xem thằng 2 là thằng như thế nào. Nếu nó lên top cao rồi thì tập trung vào thằng 2, chứ đừng có cắm mãi thằng này. Vừa đấy có trường hợp mình nói là thằng số 8 hay thằng số 10, đấy là trường hợp nó riêng. Còn trường hợp của bạn là mình cũng chưa biết rõ là cái thằng số 1 và thằng số 2 nó đang ở như thế nào. Đấy là câu trả lời mình trả lời bạn Nguyễn Hiền. Đấy. Các bạn có câu hỏi thì cứ đặt xuống phía dưới thì mình sẽ viết lên bảng. Còn nếu mà bạn nào mà nhanh tay ấy, thì có thể là mở cái video này nó to ra, sau đó thì bạn chụp lại ảnh ở trên này, bởi vì cái chỗ góc bảng nó hơi bé nên là mình không viết được nhiều. Vâng, em khỏe chị Hoa. Và hôm nay đi về ông ngoại nên là hơi muộn ạ. Anh nói chuẩn thì ok, cảm ơn em. Đấy. Còn muốn anh chuẩn hơn thì có thể share. Thực ra thì nhiều khi thì anh cũng biết là những người xem video của anh ấy, thực ra thì họ lại cũng có chơi với nhiều bên, hoặc người ta share video của anh thì đôi khi là nó sợ mang tiếng, mất lòng là chơi thằng đó thằng kia. Cái việc đấy là chuyện bình thường thôi. Chúng ta gặp nhau, chúng ta trao đổi, chúng ta chia sẻ kiến thức cho nhau thì không phải lo lắng quá về vấn đề đấy. Nếu mà các bạn không có câu hỏi thì các bạn share, thì để người khác có thể là người ta có cần quan tâm thì người ta sẽ phải trả lời câu hỏi của bạn. Việc của Cường nói là có phải SEO sắp domain thì nó cũng dồn về hết domain gốc mạnh hơn đúng không? Tùy như này, cái sub domain với domain chính hay là cái rốt domain đấy, thì nếu mà link ở trong đó thì gọi là internal link. Còn cái việc subdomain thì bây giờ là cũng ít người đã sử dụng cái subdomain rồi, trừ khi các subdomain đó là các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như tôi có tên miền là trangocthuy.com, thì sau đó tôi để có một tên miền là ví dụ như đào tạo SEO xong trangocthuy.com. Tiếp tới tôi có thể làm một cái subdomain là bán bàn ghế.trangocthuy.com, hay là sách vữa, hay là xây nhà .com. Thì những cái lĩnh vực nó khác nhau thì tôi mới dùng subdomain, còn không thì thôi. Đấy. Còn cái việc subdomain thì cũng không phải lo lắng quá về vấn đề đấy Cường ạ. Mình chưa hiểu ý của bạn Nguyễn Nhật Dân là anh Cường ơi, có sai nào rét được loại subdomain không anh? Subdomain thì đầy vào đốc support rồi upres.com, usb.ni, thường là những cái S2.0 nó sẽ cho tạo bạn tạo rất là nhiều subdomain. Đấy. Thì bạn có thể tìm ở trên mạng những cái search những cái nick S2.0 ấy, hoặc fb.ni ấy. Đấy. Ok, cảm ơn Nguyễn Hiền đã share. Thực ra thì chúng ta trao đổi, chúng ta chia sẻ, mọi người cứ đặt câu hỏi bên dưới để mình sẽ cố gắng mình trả lời hết. Anh Hưng, tên miền.com trích hui bị trùng số điện thoại thì có sao không? Muốn thay đổi thì có được không? Thực ra thì cái việc trùng đấy thì nó chỉ là một trong các yếu tố thôi. Còn cái việc mà anh có thể thay số điện thoại, nếu mà anh mua tên miền.com thì thay số điện thoại thoải mái. Ở Việt Nam thì có thể là phải làm thay đổi, làm giấy tờ để thay đổi, nhưng mà thường thì em mua ở bên nước ngoài ấy, em mua của name chip hay là của name.com hay đâu đấy đi, thì cái việc thay đổi đấy là rất là thoải mái. Đấy. Mình thay đổi thoải mái và nên thay đổi nó đi. Đấy. Anh Đức Trọng, anh Trung, em có một tên miền nên tốt đúng bằng những từ khóa em muốn cho lên một tên miền chính, cả hai đều đang được SEO. Cái tên miền mà ngày xưa em setup cho anh Trung đúng không? Anh xem có phải là cái tên miền mà ngày xưa em setup cho anh nếu lên top ấy, bây giờ anh muốn chuyển nó hết về một cái subdomain. Thực tế thì để em muốn chuyển về một cái subdomain ấy thì cái này chắc là nó cần rất là nhiều yếu tố, và nếu mà ấy thì anh gửi mail cho em đi, anh chuyển tên miền nào sang cái domain nào rồi em sẽ ngồi em nghiên cứu và em sẽ chuyển hộ anh. Đấy, còn cái việc mà nói qua ở chỗ trên cái livestream này thực ra thì nó không thể nói được hết được những cái câu trả lời trên này. Đấy. Anh Trung nghe thấy thì anh comment giúp em nhé. Bạn anh Phụng, em chào anh cho em hỏi là em đang SEO một nhóm từ khóa, chỉ có 1-2 từ nên, còn những từ kia mất tốt, nó cứ luân chuyển như vậy giữa các từ khóa trong một nhóm, anh có thể giải thích cho em được không? Ok bạn anh Phụng, để đợi chút xem. Avatar đẹp thế đúng không? Như thế này bạn cái việc mà từ khóa mà nó lên xuống ấy, thì bạn phải xem là nó nên thay đổi vị trí, nó có cao hay không. Ví dụ như nó đang ở có những cái từ khóa mà một list từ khóa trong một landing page của bạn ấy, nó đang ở top 5 này hạn mà nó bị nhảy sang hoặc nó trao đổi đấy, thì bạn cũng phải lưu ý là có thể là website của bạn mới SEO hoặc những từ khóa của bạn nó mới được Google nó chấm điểm. Đấy, đôi khi thì Google nó chưa đồng bộ hóa dữ liệu hết của Google, nên trong Google, hệ thống Google nó chưa đồng bộ hóa dữ liệu hết, thì đôi khi là có thể là nó thay đổi. Đấy, còn cái việc để mà bạn lý giải được cho bạn cái vấn đề đấy thì nó cần phải phân tích rất là nhiều yếu tố. Đôi khi như nào, ví dụ như này, bạn bảo là tôi SEO một từ khóa A này, B này, C này, D. Không biết các bạn có nhìn thấy bạn không? Ok, ví dụ như bạn anh Phùng chẳng hạn, bạn SEO ABCDE chẳng hạn, ví dụ như thế, thì đây là một cái nick từ khóa. Thế ví dụ bạn bảo thằng này số 1, số 2, số 3, số 5, top 5 chẳng hạn, ví dụ như thế nhá. Thế thì để mà lên top được nó cần nhiều yếu tố on page rồi off page, nhưng nếu trường hợp bị xảy ra thường thì có thể là do link. Ví dụ như này, cái link mà bạn đi với cái Anjotech, bạn phải coi lại cái sở tớt của mình ở trên trang ở trên sở của mình nhé. Hôm nay mình có post một cái là các yếu tố của link Dufono, chấm điểm của link Dufono. Thế thì sao? Ví dụ ở cái link A lên top với thử đây là một landing page nhá. Đây là một URL, cả một URL này nó top tương ứng từ khóa 4-5 từ khóa này. Thế thì có thể là gì? Nó có nhiều trường hợp, nhưng mình sẽ nói ra một trong các trường hợp đó. Ví dụ như cái Anjotech của cái link mà trỏ về cái landing page URL1 này này. Đấy, thì giả sử như trường hợp là với A, thế cái thời gian mà bạn đi A thì nó lên top với từ khóa A, đi C lên top C, đi D, E lên top E. Thế nhưng có thể một thời gian sau là những cái link mà đi với Anjotech A, link C, chữ E này nó lại ra. Thì lúc đó thì có thể từ khóa của bạn không đủ chấm điểm bằng những cái link đó, nó có thể bị tụt. Đấy là một trong những cái mà trường hợp là dễ xảy ra với bạn nhất. Bên cạnh đó thì bạn phải lưu ý lại xem là đây là mình đang nói là link thôi. Có thể là cả internal link này, có thể là cả external link. Nhưng nếu mà bị về bên ngoài thì thường là chủ yếu là external là nó đi về cái landing page này. Thế thì các từ khóa của bạn nó mới có thể nó bị nhảy như thế. Đấy. Còn trường hợp bị phạt thì nếu mà bị phạt, mình cũng ở đây bạn hỏi rất là chung chung. Nếu bạn nói là từ khóa của em top 1 hoặc top 5. Đấy. Chứ còn nếu mà nói chung chung quá thì mình rất khó để mình trả lời cho bạn là câu hỏi này như nào. Mình chỉ đưa ra được cho bạn cái đầu tiên, đó là về Anchotech của những cái link đấy có thể là nó bị mất. Đấy. Hoặc là cũng có thể là gì, với những trường hợp nhất là cái Anchotech của những cái về cái link đấy bị mất thì từ khóa tụt. Trường hợp thứ hai là gì, cái thằng đối thủ ấy nó cũng sell một cái landing page như của bạn ấy, hoặc những thằng đối thủ khác nó cũng sell những từ khóa này, thế thì nó cũng đi Anchotech như thế, đúng không? Ví dụ cái thời gian đầu bạn đi thằng A Anchotech với thằng A, thằng C, thằng E thì thằng lúc đầu bạn có thể đi 3 thằng này nó lên tốt, đúng không ạ? Thế nhưng thằng này không lên tốt, thế nhưng lúc đó thì đối thủ nó lại đi thằng này, thì thằng đối thủ của bạn nó lại là E, nó là số 1 cơ, chứ nó không phải là số 5 như bạn nữa, thì có thể là mình bị tụt là do thứ nhất là mình bị mất đi điểm, hai là thằng đối thủ nó làm điểm hơn, mạnh hơn với những từ khóa E này. Đấy là cái câu trả lời, đây là hai cái mà mình dẫn chứng cho bạn. Bạn gì ở dưới này nhỉ, bạn là anh Phùng, chắc là anh Phùng Anh đúng không? Đấy, thì đấy là cái mà câu trả lời mà mình trả lời cho bạn anh Phùng là ok nhất. Nếu mà bạn có cái gì thắc mắc thì bạn cứ comment xuống, chúng ta cùng trao đổi. Đấy. Anh hơi gầy Xuân ơi. Trần Văn Xuân hôm nào rảnh thì đánh bia nhỉ? Đúng rồi Cường ơi, cái subdomain của tên miền gốc thì nên dùng cho cái lĩnh vực khác nhau. Còn nếu mà nó đã cùng một lĩnh vực, ví dụ như là nếu em làm một cái site về bất động sản chẳng hạn, thì với mỗi một dự án thì em không cần phải tạo sub, em tạo luôn cái subfolder trong đấy là ok rồi. Đấy. Hình như nói hết câu hỏi. Các bạn hỏi, các bạn trả xe gì đó. Ok, mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Huy Trần. Tiên ơi mày hỏi đi, này em hỏi phát. Mình thì kể cả như ở đây có nói chuyện qua một chút, tiện là đang đợi câu hỏi của các bạn. Là nếu các bạn có hỏi mình ấy, kể có chat qua inbox thì đừng hỏi là Thùy ơi anh hỏi cái này, Thùy ơi cho em hỏi cái này, hỏi luôn. Bởi vì nếu mà, hoặc là đừng có hỏi anh Thùy ơi anh có rảnh không, em hỏi chút. Nếu mà mình rảnh thì mình sẽ không đó online, được chưa ạ? Bận thì mình online, còn rảnh thì không giờ online. Thế thì cái việc các bạn hỏi thì các bạn cứ PN luôn câu hỏi vào inbox là anh Thùy ơi em có cái landing page này như này ok, chứ đừng có hỏi anh Thùy ơi xong nó lại cách xuống là anh có bận không, xong lại cách cái rất là thời gian, và mình lúc đó thì nó cũng đôi khi nó gây ức chế cho mình. Đấy, nhiều khi thì mình trả lời một phát luôn thì nó rất là dễ bỏ qua cái xã giao là hỏi han thì đây, các bạn cứ hỏi luôn, được không ạ? Bạn Huy Trần có hỏi là anh cho em hỏi hai từ khóa cùng một ý nghĩa nhưng câu từ khác nhau hoàn toàn và trung bình lượt search hàng tháng ngang ngửa nhau thì chia landing page như thế nào? Ok bạn Huy Trần, thực tế như thế này, nếu mà cái hai từ khóa đấy thì bạn hỏi là nó là từ đồng nghĩa hay là gì? Ví dụ như bạn nói là cái trong Sài Gòn ấy thì cái bát đúng không? Ở ngoài Bắc thì gọi là cái chén. Đấy, hoặc là cái này là cái mà có thể là các bạn làm SEO này, ví dụ như là từ ở ngoài Bắc của chúng tôi gọi là máy điều hòa, đúng không nhỉ? Thế nhưng trong Sài Gòn thì họ không gọi là máy điều hòa mà người ta gọi là máy lạnh, đúng nhỉ? Mình thì có vài năm ở trong Sài Gòn, hoặc là như cái bát và cái chén, đúng không ạ? Ý bạn nói là hai từ đồng nghĩa đúng không bạn Huy Trần? Thế thì cái việc để mà phân tích chắc chắn nhất thì làm sao? Muốn chia landing page hay một landing page thì các bạn phải lưu ý. Ví dụ bạn check cái từ máy điều hòa, bạn check cái từ máy lạnh, xem là có cái thằng nào ở trên Google nó đang top cùng một cái landing page mà hai từ khóa này không, được không nhỉ? Nếu bạn thấy nó mà nên top cùng hai từ khóa này, bạn cũng cố gắng gom nó lại để mà SEO cho nó tiết kiệm chi phí, tiết kiệm link, tiết kiệm content mà còn đa dạng cái Anchotech, đỡ bị penguin nó phạt, đúng không ạ? Đấy là cái câu hỏi mà mình trả lời bạn Huy Trần. Còn nếu mà khi bạn gõ máy lạnh nó lại ra một kết quả khác, gõ máy điều hòa nó lại ra một kết quả khác thì phải biết làm hai landing page. Nhưng nếu như thế thì bạn phải xác định là bởi vì do từ đồng nghĩa ở hai local khác nhau ấy, thì có thể là bạn sẽ dùng cái thẻ SEO Ahrefs cho mình, gọi là local, SEO local với những cái từ này. Đấy là trường hợp khác local, đúng không ạ? Thế trường hợp thứ hai thì cái việc nếu mà bắt buộc ấy, mà phải chia thành hai landing page thì cố gắng làm sao, ví dụ bạn đặt cái máy điều hòa này là một danh mục cho tôi, cái này nó còn đôi khi nó còn đòi hỏi cái người mà làm SEO phải biết cả về code, cả về kỹ thuật, cả về cái tư duy. Ví dụ sao, ví dụ như là trường hợp là cái bạn SEO là với từ máy điều hòa đi, thì đây cũng là cái cây ta đi thôi, với từ là máy điều hòa, này, máy lạnh này, được chưa nhỉ? Cái từ máy lạnh với máy điều hòa nó đều cùng hiểu đồng nghĩa như nhau. Thế thì trường hợp thứ nhất với mình nói là hai từ này đồng nghĩa, và bạn thấy thằng nào nó mà SEO được cả hai từ này lên một landing page thì mình cũng SEO, ok. Thế trường hợp thứ hai thì nó đòi hỏi bạn biết một chút về code, chúng ta có một cái tư duy ở đây ấy, là chúng ta có một tư duy về kỹ thuật một chút. Thế nếu hai thằng này mà nó là hai thằng khác nhau, thế nhưng bạn phải biết rằng là nếu mà bạn tạo hai sản phẩm, hai danh mục khác nhau đi thì phải SEO vào hai link, đúng không? Nếu mà hai danh mục đấy, thì có thể là rất là nhiều khi ấy, trên website mà bạn vừa để máy lạnh, bạn vừa máy điều hòa ở giữa danh mục thì rất là khó. Thế thì sao? Có thể tôi chọn cái đây là danh mục, được chưa nhỉ? Gọi cái từ danh mục hay category. Thứ hai, thế thì cứ cái nào mà máy điều hòa mà tôi xác định nó mà nó là máy lạnh ấy, thì tôi cho nó là một cái label. Đấy, hay là các bạn có thể hiểu đây nó là một cái tag, nếu như trong WordPress thì nó là một cái tag. Còn trong code thì có thể nó là một cái thuộc tính của các bạn. Thế thì cái việc đấy là cái trường hợp thứ hai, là cái việc tư duy bạn phải biết về code cái này. Đấy là mình trả lời câu hỏi của bạn Huy Trần. Nếu bạn Huy Trần mà có thắc mắc gì thì cứ comment lại ở trong cái topic này, đúng không ạ? Thì đây thực ra là một cái này cũng khá hay. Đấy là về cái việc câu hỏi của bạn Huy Trần là về hai từ đồng nghĩa. Đấy. Cái này thì mình cũng gặp nhiều, mình cũng tư vấn nhiều rồi. Đấy. Các bạn có câu hỏi cứ đặt xuống phía dưới. Còn nếu mà các bạn xem thì cố gắng phải share. Chúng ta có quý với nhau hết rồi, đúng không? Đấy. Thứ nhất là bạn Trần Nhật Phương. Phương có hỏi là đâu? Câu hỏi của Phương. Phương có hỏi là ở trong top 10 thì 7 cái thứ hạng là sai tin tức thì SEO như thế nào? Cái này quá đơn giản. Tôi nói thật, rất là đơn giản. Nếu như bạn thấy cái lĩnh vực của bạn mà báo nó lên, nhưng bạn xác định là cái trang báo là lên top thì sao? Tôi có thể là gì? Tôi những cái bài báo ấy, nhưng mà nếu mà bạn gặp cao thủ thì họ cũng phải là một cái vấn đề. Nhưng ở đây sẽ có một cái là mình cũng tư vấn cho nhiều bên. Có những cái thương hiệu lớn ấy thì người ta không cần SEO vào website mà là gì? Ví dụ như của bạn Trần Nhật Phương, có thể tôi chi tiền, tôi thấy cái website A lên top, trang báo lên top với từ khóa đó, tôi chi tiền tôi viết một cái bài PR ở trên đó, tối hóa thật SEO tốt ở trên bài PR đó. Sau đó là gì? Một là có link về website của bạn, được chưa? Thế trường hợp mà người ta không cho bạn đi link, thực ra thì hầu như các báo đều cho link hết, quan trọng là cộng bao nhiêu là đô la và cộng bao nhiêu tiền mà thôi. Thế thì khi mà viết bài PR này là gì? Tôi đẩy link từ đây về đây, sau đó tôi đi link từ thằng khác về thằng này, tôi có thể SEO trực tiếp vào báo, và tôi đi link từ báo về cái này, thì đảm bảo rằng cái việc tỷ lệ cái website của bạn lên top sẽ cao hơn báo. Đây là một chiến lược SEO báo mà thực tế thì mình cũng có áp dụng rất là nhiều và nó khá là thành công. Nhưng đòi hỏi là phải chi tiền ở cái thằng PR này, nhưng thực tế thì doanh nghiệp Việt Nam ít khi người ta chi. Và đây là một cái case study là mình cũng đã từng làm rồi, và kể cả học viên của mình học khóa SEO Manager mình cũng dạy, và các bạn đấy làm cũng rất là ok. Đấy. Thế nhưng chỉ có đôi khi là những cái thương hiệu lớn thì người ta chịu chi ra 10 mấy 20 triệu một cái bài PR, sau đó người ta đi về. Nhưng nếu bạn SEO về lĩnh vực bất động sản hay cái gì, thực ra thì cái tiền đấy nó chả đáng bao nhiêu, đúng không? Bạn đi này về đây và đảm bảo có thể là nếu mà tôi vẽ thế này, bởi vì bạn phải hiểu lại bạn Phương phải hiểu cái thuật toán vết danh. Cái thuật toán vết danh này thì mình không nói nhiều, nhưng bạn có thể lên Google bạn xem là biết anh là gì. Thì cái chiến lược này là mình đi theo kỹ thuật. Thì mọi người để ý ở đây ấy, thì tất cả những cái kiến thức chúng ta trao đổi, chúng ta chia sẻ với nhau ở đây á, thì thường là của mình thì thường đứng trên phương diện kỹ thuật, chứ mình không biết viết văn, giật tít câu view, không biết chém gió gì cả. Bạn hỏi thế nào mình trả lời đúng như thế. Và cái việc mình livestream đó là nhiều khi là mình thấy nó không phải là vì cái mục đích bảo là bán khóa học cái gì. Mình thì chẳng cần bán khóa học đấy. Đấy là cái câu trả lời mình trả lời bạn Nhật Phương, bạn Trần Nhật Phương đấy. Các bạn thì có thể xem cái video được bao nhiêu phút rồi? À, được 40 mới có 50 phút, còn mười mấy phút nữa cơ đấy. Và các bạn lưu ý là mình sẽ xóa những cái video này đi và mình sẽ không có public ra, bởi vì chẳng may là có thông tin hoặc cái gì đấy mà đúng vào các bên khác thì nó rất là gây ảnh hưởng đến người ta. Bởi vì những cái ví dụ mình lấy ra ở trên này ấy, thì nó cũng là cái mình nghĩ ra, quấy là những cái trải nghiệm, những cái mình nghĩ mình nói ra thôi, chứ chẳng may, nhưng cũng có thể chẳng may mình buộc liệu mình nói ra một cái của mà khách mình đã tư vấn SEO cho họ rồi thì rất là khó. Thì có thể là nếu các bạn quan tâm thì buổi tối ở chủ nhật thì tầm khoảng 10h30 mình sẽ livestream thường xuyên đấy. Và mình sẽ xóa video luôn trong cái lúc mà mình livestream sau. Câu hỏi đấy là của bạn Phương, của Tuyên, anh Lâm Thành Vũ đầu chọc. Thực ra thì anh cũng Lâm Thành Vũ có phải là anh Lâm VT không? Có phải là cao thủ trong làng SEO không anh? Em định thuê bên đấy không biết ổn không? Thực ra cái này nó mang tính riêng tư và anh cũng chưa có, anh em có thể gặp nhau có 1-2 lần gì đó thôi đấy. Anh thì để đánh giá thì một người anh cũng rất là khó, anh cũng chẳng biết ai là cao thủ. Và ngay như chính bản thân anh ấy thì anh cũng luôn có một điều chắc chắn là gì, anh không bao giờ chắc chắn với người ta là anh SEO 100% là đấy tốt. Đấy là một cái nguyên tắc của người làm SEO. Thằng nào mà nó cam kết nó SEO 100% là tốt thì đừng bao giờ thuê nó. Đấy là cái nguyên tắc. Cái thằng nào mà nó bảo là tao chỉ là tao tương đối thôi, chứ còn nếu mà thằng nào nó nói mày ấy là Tuyên ơi tao SEO mày chắc chắn hay tốt thì đừng bao giờ thuê thằng đấy. Đấy là một cái mà anh thật. Còn cái chuyện mà em hỏi cái thông tin cá nhân của một người khác ở trong cái video livestream này thì nó không phù hợp với cái mà anh em mình trao đổi đấy. Thế nên là và nhận xét một người thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm để mình nhận xét người khác, nên là mình chịu. Ai cũng anh ấy biết anh, thực ra thì anh cũng gặp anh ấy rồi đấy. Thì cái việc này chúng ta không nên trao đổi ở trong này. Và anh cũng kể cả bên ngoài đời thì anh cũng không bao giờ, chuyện của ai người nào mình thì không thích vào cái công việc của người ta đấy. Còn em hỏi là anh ơi, anh phân tích của em cây ra đi, cái thằng này có SEO lên tốt, nó SEO lên tốt như thế này có ok hay không, hay thằng này nó SEO tốt từ này có ok hay không, thì mày gửi qua mail rồi anh sẽ phân tích cho mày. Chứ còn bây giờ nói là một tên một ông nào đó hoặc tên của anh nào đó ở đây thì nó rất là không tiện. Mình bỏ qua câu hỏi đấy. Bạn Nezeri, từ khóa của em thường xuyên bị nhảy link lung tung, vì sao thầy? Em SEO đa phần là nội dung cho web. Tí nữa bạn Nezeri rồi, do là gì, bạn không có định hình từ khóa landing page trước, thế thì bạn cứ càng SEO bạn cứ viết content, viết nhiều content, ví dụ như là đồng hồ màu đỏ, đồng hồ nam cao cấp một bài viết, đồng hồ nam màu xanh là một cái, đồng hồ nam màu trắng, đồng hồ nam cao cấp thụy sĩ hay cái gì đó. Tôi đảm bảo với bạn là rất nhầm link. Có nghĩa là cái công việc của bạn làm SEO là phải viết bài liên tục và suốt ngày phải viết bài, như thế nó sẽ không tối ưu hóa SEO. Không phải không tối ưu hóa SEO mà cái sai của bạn lúc đó là giảm tin tức rồi đấy. Thì khi mà bạn làm ấy thì cố gắng nên xác định từ khóa và landing page trước, sau đó mới SEO, chứ đừng có việc là nghe người ta nói là phải viết bài. Cái chiến lược SEO của tôi đây là gì, tôi SEO tôi về cái tư duy của tôi ấy, và cái chiến lược tôi dạy cả những người học SEO bây giờ cũng vậy thôi. Mày SEO bao nhiêu từ khóa, bao nhiêu landing page là phải tính trước cho tao. Cuối là trước khi thiết kế website tôi đã có từ khóa và landing page rồi, chứ không phải là đến cái lúc mà chúng ta vừa viết bài chúng ta vừa SEO. Thế thì bạn viết bao nhiêu cho nó đủ. Ví dụ bạn SEO link này nó nhảy lên top, xong bài mai này bạn cứ viết. Với cả nhiều khi ấy, trong quy trình SEO của một doanh nghiệp các bạn như thế này, các bạn không tính được cái khối lượng công việc các bạn cần phải làm, thì cứ tuyển nội dung về, tuyển content về, tuyển nó về rồi thì bắt buộc nó phải viết bài, đúng không? Thì cái đấy rất là khó. Đấy là do nó là sai lầm cả từ trước đến nay, chứ không phải là chỉ có vấn đề là do cái thằng SEO nó làm sai, mà đôi khi cái người quản lý của team SEO hoặc chủ doanh nghiệp là không có hiểu cái vấn đề đấy. Mình tư vấn ở Việt Nam rất là nhiều Có những cái doanh nghiệp mười mấy 20 thằng nhân viên SEO, mình đến mình tư vấn SEO rồi ra xong rồi nó đuổi sạch. Đấy, cái vấn đề đấy là chuyện bình thường. Còn nhận nhầm link thì bạn có thể coi như vừa nãy ở trước đây cũng đã có rồi, mình trả lời vừa nãy có một cái bạn coi bình luận ở dưới, có một cái bạn hỏi nhận nhầm link ấy. Ok. Các bạn có câu hỏi thì cứ đặt xuống bên dưới, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa. Bạn Nezeri là em lấy nội dung từ trang tiếng Anh dịch tự động sang tiếng Việt thì có vi phạm không? Dịch tự động là như thế nào? Có nghĩa là bạn dịch sang tiếng Việt thì thoải mái thôi. Bạn translate sang tiếng Việt thì hai từ khóa khác nhau thì cái đấy bạn không phải lo lắng. Đây mình trả lời câu hỏi của bạn là hiện tại bây giờ chứ không phải sau này nhé. Bởi vì sau này có thể thằng Google ấy nó có thông minh hơn thì nó bảo là ta cấm là nó dịch. Đấy, dịch thì phải để lại nguồn. Đấy, ví dụ như thế. Còn bây giờ mình trả lời cho bạn dịch thoải mái. Nếu nội dung của bạn unique chất lượng thì bạn thoải mái. Unique ở đây nghĩa là gì? Cùng với là tiếng Việt với từ khóa đó mà không thằng nào nó có, Việt Nam nó có, mà bạn dịch bên nước ngoài thì nội dung của bạn độc nhất, cái đấy là cực kỳ là tốt. Mình cũng khuyến khích mọi người là paraphrase vừa thôi mà chúng ta có thể dịch những bài nước ngoài để nó cung cấp thêm thông tin cho người dùng có nhiều trải nghiệm hơn. Đấy. Ok anh sửa. Ok, câu hỏi của bạn Trần Nhật Phương, tên miền của bạn là từ khóa cộng brand cộng với sau đó sạc landing page keyword. Bạn Trần Nhật Phương ơi, bạn vào cái trang Trần Ngọc Thùy ấy, nó có một cái video là tập toán MD, bạn coi cái video đấy cũng lâu lắm rồi. Thì mình đảm bảo là bạn sẽ phải chuyển ngay từ từ khóa về cái trang chủ. Đấy, đấy là câu mình khuyên bạn Trần Nhật Phương. Anh Trần Sơn Nam ơi, nếu anh đi link cho về chính nó thì không được gọi là link out. Anh đang có một cái bài viết, viết một cái danh mục ở trong phần mô tả description của danh mục đó, sau anh đi link về chính nó thì đấy không được gọi là link out, mà gọi vẫn là link ở internal link ở trong đó, chỉ về chính nó. Đấy. Bạn Nezeri, đừng gọi mình là thầy, thực ra thì mình cũng rất là ngại khi chúng ta trao đổi. Bạn có gì đó thì anh em chúng ta trao đổi, anh em thoải mái. Chứ thầy thì nó hơi mang tiếng, bởi vì có nghĩa là mình tìm hiểu SEO, mình làm SEO trước thì mình biết trước, mình trao đổi, mình chia sẻ với mọi người thôi. Đấy, kể cả tất cả những người học viên của mình thì mình cũng không muốn ai gọi bọn thầy. Đấy. Chúng ta cứ trao đổi thoải mái. Đấy. Đỗ Hòa Hưởng, ôn lâu lắm mới gặp em đúng không? Em chào anh cho em hỏi là anh xây dựng mấy trăm site vệ tinh như vậy thì chắc anh dùng nhiều hot lắm anh nhỉ? Vậy anh có thể chia sẻ nhập cấp hot tinh nào rẻ mà nhanh hay không? Hay dùng không? Em cảm ơn. Thực ra mà nhanh mà rẻ thì nó rất là vô lý. Bởi vì cái hosting nó là một cái máy tính, đúng không ạ? Mà máy tính thì bạn cũng coi như bây giờ một cái máy tính chẳng hạn. Ổ SSD thì nó sẽ khác với cái ổ bình thường, ổ SATA ngày xưa. Thế thì bạn phải ý như này. Khi mà làm site vệ tinh, bạn cố gắng bạn tính toán một site vệ tinh khoảng bao nhiêu tiền ra. Thường thì mình mua ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình cũng mua, thế giới mình cũng mua. Đấy, mình mua đa dạng. Ở Việt Nam mà có đâu mà ok thì mình mua, và mình mua thì mình cố gắng mình có nhiều IP khác gần AC, cái HTTP header ấy. Thực ra thì ở đây tiện để mình nói luôn, thì các bạn làm SEO ở Việt Nam mình không biết HTTP header là cái gì. Đấy, có những người bạn có thể biết nhưng mà mình đảm bảo là ít người có thể quan tâm. Thế thì để mua rẻ thì bạn có thể lựa chọn những cái ngày người ta giảm giá rồi. Những cái cao bông bạn có thể xin cao bông. Đấy, mình thì rất ít khi mình share ra, bởi vì thực tế thì mình share cũng vậy thôi. Đấy, mọi người cũng có thể là tìm ở trên mạng, mình share ra thì đôi khi mình có cái link affiliate ấy, thì bọn nó bảo ôi giời mẹ, nó khi nó còn xóa cái link affiliate của mình nó vào. Thế thì thực ra thì mình nhiều lúc mình cũng bảo là cái đấy thì mình chia sẻ, mình vẫn chia sẻ cho học viên các thứ thì thoải mái. Còn anh em bên ngoài thì mình mới đăng lên thì người ta lại nói kia, đúng không ạ? Đấy, bạn có thể tìm ở trên mạng ấy, có nhiều cao bông các thứ. Thường thì nếu mua hot ở nước ngoài thì nó tầm khoảng $3 một tháng. Cũng có những cái đợt khuyến mại như của thằng GoDaddy ấy, thì một cái tên miền nó miễn phí, một tên miền mà có $12 một năm là cả tên miền cả hosting, thì bạn có thể cố gắng thức đêm thức hôm mà có thể mua mà canh. Đấy, đấy là mình trả lời vào Đỗ Hòa Hưởng. Anh Trần Dân Nam, nếu anh đưa sang cái website khác mà link là Dupono thì nó gọi là link out, external link đối với website khác thì cái đấy thì đấy gọi là link out đấy. Anh Lê Đức Trung ơi, anh viết một bài viết mà anh để mà 20 link out ra một website mà nếu bài viết nào cũng vậy thì không tốt, nhưng nếu mà anh để lại tất cả ra một website mà website đó như gov.gov hay Wikipedia thì nó rất là ok cho bạn, cho anh đấy. Thì khi mà anh để link ra thì em khuyên anh nên để link Dupono đấy. Em có những cái website, có những cái bài viết ấy là đến 40 mấy cái link out ra bên ngoài mà em vẫn top 1 ở Google.com Hà Nội và hàng nghìn từ khóa trên link page đó đấy. Thì cố gắng là khi mà đã cho link out ra thì thẻ gieo bằng Dupono, open new tab đấy. Còn thẻ gieo bằng Dupono vì anh cho về đâu cũng được thoải mái, không bị sợ ảnh hưởng gì cả, miễn làm sao cái link mà mình cho ra ấy, nó không trùng từ khóa với cái bài viết của mình đang có. Bạn Phạm Văn Tùng bạn hỏi là cách tối ưu hóa H1 H2 ở trên trang Trần Ngọc Thùy á, mình có gọi là các cái thẻ header. Thì thằng Google hồi xưa nó nói là Markup nó nói là mỗi một cái landing page, mỗi một cái đường link mà SEO ấy chỉ nên có một thẻ H1 đấy. Thế nhưng sau đó thì người John Muller nói là Google nó không quan tâm vào cái việc là website của bạn có bao nhiêu thẻ H1, có bao nhiêu thẻ H2 và vị trí sắp xếp của thẻ H1 H2 như thế nào, nó không quan tâm đấy. Nhưng mà ở đây thì mình có một cái kinh nghiệm như mình chia sẻ với bạn các thẻ H1, H2 như thế này. Thẻ H1 đấy, thẻ H1, H2 thường thì những cái tiêu đề của bài viết, tiêu đề của danh mục hoặc là tên của cái trang chủ đấy thì nó là thẻ H1. Còn những cái mục khác thì mình cho là H2 đấy. Và bạn ở trên trang này thì nó có cái phần tin tức SEO cái gì đấy mình đâu tin tức hay là search engine news gì đó thì mình có đưa ra một cái bài là thằng John Muller nó nói để mình coi, mình search cho bạn. Bạn có thể search cái từ là thẻ heading, xong đó bạn gõ site trangngocthuy.com. Để xem, đúng rồi, bạn có thể gõ thẻ heading H1 H6 ấy thì bạn vào cái xong là gõ sai Trần Ngọc Thùy, cái cấu trúc đó là bạn gõ là tìm từ khóa với cái từ khóa đó bài viết ở trên Trần Ngọc Thùy thì John Muller nó có nói là cái việc mà một website của bạn ấy thì nó có bao nhiêu số lượng này, vị trí các thẻ H1 đến H6 thì nó cũng không phải là một cái ảnh hưởng gì tới thứ hạng của bạn đấy, thì bạn cũng không phải lo lắng quá thẻ H1 H2. Còn cái việc ở đây mình chỉ lưu ý với bạn là thẻ H1 H2 là gì, khi mà bạn code ấy, hay là CSS ấy, thì cái thẻ H1 thường nó to đấy, và thường thì chúng ta phải lưu ý là cái tiêu đề nó phải to, còn các cái chỉ mục con bên trong thì nó phải bé, đấy là cái điều đương nhiên. Thì khi đó mình cũng tối ưu hóa lại cho nó làm sao mà nó hiệu quả đấy. Hình như hết câu hỏi hay sao ấy. Đúng 1 giờ. Các bạn còn câu hỏi nào thì đặt, xong đó mình trả lời một câu hỏi nữa rồi chúng ta nghỉ. Tại là nếu mà các bạn yên tâm là 1 tiếng mình có trả lời được các bạn rất là nhiều câu. Nếu các bạn like, các bạn có thể share cho người khác, cái người mà đang quan tâm đến SEO ấy, thì hoặc các bạn tag người ta vào thì người ta cần hỏi ấy, thì lúc đó thì mình trả lời liên tục cho các bạn đỡ phải dừng. Mình thì mình chả thích câu giờ hoặc là làm cái gì nói chuyện linh tinh ở bên ngoài đấy. Ok bạn Phạm Văn Tùng, không ai hỏi em hỏi tiếp tối ưu hóa UX như thế nào, UX UI như thế nào. Ở đây các bạn Phạm Văn Tùng phải lưu ý UX UI thì nó có 2 cái vấn đề. Thứ nhất là UX UI đối với người làm SEO hay là UX UI đối với người thiết kế, đấy là 2 cái tối ưu hóa khác nhau. Cái người mà đưa ra những cái trải nghiệm cho người dùng rồi ở Việt Nam mình thực ra thì người ta thiết kế UX UI, người ta nghĩ là phải màu sắc này hay là 3 cái nút call to action, đấy nó chỉ là cái một phần của về người làm SEO để tối ưu hóa UX UI thôi. UX UI đem lại những trải nghiệm cho người dùng, thì bao gồm ngoài cái việc thiết kế như dân thiết kế UX UI người ta đưa ra đấy, contract, các thứ gì đó, màu sắc nền với chữ ra, nó còn có rất nhiều yếu tố khác. Ví dụ như thế nào, ở đây ví dụ như UX UI là gì, đôi khi tôi dùng một từ thôi. Nghĩa ra ngày xưa tôi ở trên cái trang Trần Ngọc Thùy tôi có nói với mọi người ấy, nếu bạn vào trang Trần Ngọc Thùy bạn sẽ thấy ở cái trang chủ bạn kéo xuống phía dưới nó có một cái là Nớp SEO Manager và Nớp SEO Beginner. Thế thì ngày xưa ấy, thì tôi viết là xem đánh giá khóa SEO Manager, với cả việc là tôi bỏ, tôi chỉ để là khóa SEO Manager, khóa SEO Manager. Thế thì cái việc là xem đánh giá thì cái tỷ lệ click nó được nhiều hơn đấy. Với tôi thì tôi làm SEO thì tôi biết tối ưu hóa, và các bạn biết là các bạn chỉ vào cái trang Trần Ngọc Thùy.com, các bạn click bất kỳ một cái link nào ở trên trang Trần Ngọc Thùy tôi đều biết được. Thực ra thì tôi ở đây tôi nói qua luôn, đó là tôi tạo một cái gọi là sự kiện. Bạn bấm vào ví dụ như ở cái việc là Nớp SEO Manager hay là Nớp SEO Beginner ấy, thì bạn click vào hai trong cái link tôi đều có thể biết được là có bao nhiêu. Tôi không biết rõ chính xác là ai, nhưng tôi có thể biết là 100 người vào website của tôi, người ta cờ bao nhiêu người click vào cái Nớp SEO Manager, bao người vào Nớp Beginner, hoặc là cùng một cái từ là khóa học SEO, hoặc là cái việc liên hệ, hoặc là cái bài mà tài liệu SEO. Ở trên menu cũng có tài liệu SEO, ở dưới cũng có tài liệu SEO, tôi có thể phân tích được rõ là bao nhiêu người click ở trên, bao nhiêu người click ở dưới. Đấy. Cái UX/UI thì nó còn đem kể cả ngay như bạn biết là cái người mà thiết kế tối ưu hóa UX/UI, nếu nói về SEO đôi khi cái tốc độ tải trang ấy, hay là cái tốc độ mà lót trang ấy, nó cũng là một yếu tố. Nếu mà dân thiết kế ở Việt Nam mình thì họ định nghĩa theo cái việc người ta thiết kế, còn đối với chúng ta làm SEO thì chúng ta bao gồm cả kỹ thuật, cả về cái trải nghiệm người dùng theo cái kỹ thuật là một, và cả về những cái gọi là cái gọi là cái tính chất, hoặc là cái gọi là cái lý tính về màu sắc, rồi về bố cục, rồi về vị trí, rồi về các thứ linh tinh đấy. Đấy là những cái mà chính người làm SEO chúng ta cần phải lưu ý. Đấy. Chúng ta thiết kế ra, các bạn nhớ là thiết kế UX/UI ấy là không phải là dễ. Đối với SEO chúng ta phải test lên test xuống, và những người làm marketing thì cực kỳ cần quan tâm đến cái vấn đề đấy. Ví dụ như này, ở trên cùng trang Trần Ngọc Thùy thôi, nó có những cái nút mà chỗ nọ tại sao phải điền chỗ này, phải có những cái từ khóa. Các bạn nhiều khi các bạn đọc bài viết của tôi, các bạn nhìn thấy này, tôi không bao giờ điền annotate, nói là ví dụ như là bạn muốn tham khảo khóa học SEO, đôi khi như thế, nhưng đôi khi tôi có thể tôi nói là gì, bạn nên đọc bài viết này, có thể bạn nên xem, hoặc là read more, hoặc là đọc thêm cái bài này. Thì cái từ đọc thêm nó sẽ cung cấp, nó sẽ kích thích người ta hơn là cái việc bạn chỉ chèn annotate và bạn đi link. Đấy, đôi khi đấy là cái vấn đề về cái khái niệm của mình, hoặc là cái mà suy nghĩ của bản thân mình, cái quan điểm cá nhân của mình về tối ưu hóa UX/UI đối với người làm SEO. Bạn Nâm Cà ơi, về cấu trúc Sino thì mình sẽ không trả lời, bởi vì mình không dùng cấu trúc đó, bởi vì cái cấu trúc đó chỉ dành cho những người căn bản, người ta không hiểu về cái việc là ở bot của Google làm việc như thế nào, cách điều hướng người dùng như thế nào, điều hướng bot như thế nào. Đấy là mình nói qua như thế. Thì khi mà bạn hỏi về cấu trúc Sino, bạn nên tìm hiểu lại là cái cách thức hoạt động của Google như thế nào, bot Google nó đi như thế nào, cái cơ chế tự sinh của bot Google như thế nào. Đấy là câu trả lời mình trả lời bạn Nâm Cà. Đấy. Có đây mình cũng nói luôn là có một cái khóa học của mình là bọn nó đưa ra, cái mấy thằng học viên nó học ở nơi khác rồi ấy, nó đưa ra một cái list ra mười mấy cái cấu trúc Sino ấy. Thế tôi bảo mày bật hết lên đi, hôm nay coi như buổi học mới không học gì, tao sẽ ngồi trao đổi hết với mày, tao phản biện lại tất cả những cái mà mày đưa ra. Thì thực tế là cái đấy là người ta không biết code, còn như tôi biết code ấy. Kể cả các bạn hiểu, các bạn biết một bài, các bạn không có intro nổ link, thì ở trên menu ở sidebar ở footer cũng có intro nổ link rồi. Đấy là mình nói qua như thế bạn Nâm Cà để hiểu. Còn một câu hỏi, có bạn nào còn câu hỏi nữa không ạ? Một câu hỏi duy nhất, câu hỏi nào các bạn thấy khó nhất thì các bạn cứ đặt xuống dưới, tôi trả lời để xong rồi chúng ta nghỉ. Mình nói nó hơi nhiều. Ở cái livestream này thì nó không trao đổi được nhiều mà phải tương tác, nó là tương tác của một bên một chiều. Có bạn nào có câu hỏi nữa không nhỉ? Nếu không có thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Ok, chắc là để mình xem phút cuối. do mình cũng không hiểu sao các bạn làm SEO các bạn ít gọi, chứ một mình ấy thì nhiều khi cả đêm mình làm rất là nhiều cái vướng mắc, nhiều khi có những vướng mắc mình không làm được, mình bắt buộc mình phải thực tế, mình trải nghiệm đấy. Còn các bạn làm SEO thì có nghĩa là mình nghĩ các bạn không biết là có những trải nghiệm đấy không. Ok, đây là cái câu hỏi cuối cùng là của bạn Phạm Văn Tùng. Mạng xã hội có tác dụng gì không anh? Bạn nói hỏi như thế chắc là tác dụng của SEO thôi đúng không? Ở trên cái trang làm SEO.com có một cái bài là mình đã nói, mình đưa ra cái quan điểm cá nhân là mạng xã hội không phải là yếu tố trực tiếp xếp hạng website, nhưng nó sẽ là gián tiếp. Nghĩa là gì? Cái link mà bạn phải nhớ là mạng xã hội nó cũng có link nhá, kể cả Facebook nó cũng có link thì bạn mới bấm về được, không có link bạn không connect được. Nhưng cái link đấy là Google nó không nhận. Đấy, ở khi ra giờ tớt cũng có những cái bạn viết ít ghét thì cho những cái trang fanpage thì vẫn có link trở về. Thế nhưng ở đây ý mình nói là gì? Mạng xã hội thì không phải chỉ có Facebook, có thể là Twitter, có thể link LinkedIn hoặc các thứ. Thường thì nó là link no follow, mà link no follow thì nó không chấm điểm, không truyền vết danh. Nhưng nếu mà nó có traffic thì cái link đó cực kỳ tốt. Có những website người ta traffic nó lên rất là nhiều vào từ social media và người ta lên tốt, cái link thì rất là ít. Thì mình trả lời bạn Phạm Văn Tùng là nó có tác dụng khi mà nó có traffic, khi mà có người dùng truy cập vào đó. Còn nếu không có thì coi như cái social đấy cũng không hiệu quả. Và bạn nhớ rằng là Google nó có một cái thuật toán là phạt những cái website mà spam social media đấy. Đấy là mình trả lời cho bạn. Còn nếu bạn làm mà ok mà có traffic rồi có like rồi có share, có nghĩa là gì? Bạn phải nhớ là traffic là một yếu tố thứ hạng. Thế bạn share thì nó nên thì nó có nhiều người truy cập, người truy cập đúng không? Mà đã nhiều like nhiều share thì đồng nghĩa với việc nó sẽ có nhiều traffic. Người ta thích bài, người ta đọc bài viết của bạn rồi, thế hay người ta mới like, người ta mới share, chứ không phải dùng những cái thằng dùng tool thì mình không chơi. Đấy. Và bạn có thể xem ở trên cái trang làm SEO nó câu hỏi ok, cảm ơn các bạn. Thì bây giờ nó cũng muộn rồi, thì chắc hôm nay chúng ta chào nhau ở đây. Mình chúc mọi người một buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ, ngủ ngon, sau đó thì sang tuần mới làm việc hiệu quả. Chúng ta sẽ chốt lại với nhau là thường vào chủ nhật các cái buổi là bình thường ngày xưa là 8:20, nhưng bây giờ chúng ta sẽ để là 10:20 để cho các bạn gọi là ơn ơn thì đi tán gái hoặc được trai nó tán, thì sau đó về chúng ta cùng trao đổi thì khoảng 10:30 chủ nhật hàng tuần đấy. Chúng ta sẽ trao đổi về cái mình sẽ livestream. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.